chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày 31 tháng 8 2019, mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách gieo hạt hoa sen. Để gieo được hạt hoa sen thì mình cần có một cái kìm bấm móng để mà bấm cái đầu của hạt sen ấy. Không có cái kìm này thì không được đâu. Mình đã thử nhiều cách, nào là dùng búa để đập rồi dùng cái bấm cà phê để bấm nhưng mà không có thành công. Nếu như mà tìm mà vẫn không có được cái kìm bấm móng này thì chúng ta có thể ngâm hạt ở trong nước từ 1 đến 2 ngày để cho cái hạt nó mềm bớt ra. Nó mềm, nó ngấm nước nó mềm hơn ấy, thì mình có thể cắt cái đầu nó dễ hơn. Nhưng mà cũng không dễ lắm đâu. Nên có cái kìm vẫn là tốt nhất. Hạt giống hoa sen ta mình mua ở trên mạng á. Một gói này là 50 hạt, mình mua với giá là 65.000. Bây giờ mình sẽ cắt cái bịch này ra. Đây, hạt giống hoa sen đây mọi người. Lúc nào nó cũng có hai đầu, một đầu nhọn nhọn như vậy. Đây là đầu nhọn này, nó có một cái chóp nhọn. Đây, đây là cái đầu nhọn của cái hạt này, nó có cái chóp nhọn như thế này. Còn đây là đầu còn lại. Đầu còn lại nó sẽ có một cái chấm tròn nhỏ như vậy. Đó, cái lỗ tròn này. Và mình sẽ cắt cái đầu mà có cái lỗ tròn này. Đây, mình sẽ dùng cái kìm này mà mình cắt cái đầu đó. Đó, đơn giản thôi, cắt như vậy. Và chúng ta lưu ý là cắt làm sao mà nó không phạm vào cái phần thịt của hạt nha. Cắt nó sẽ lòi ra cái phần, nó vẫn còn cái vỏ lụa màu nâu nâu bên trong này này, chứ chưa hề phạm vào thịt. Như vậy là mình thả xuống nước. Và mình sẽ cắt tiếp những cái hạt khác nữa. Đó, nó sẽ có hai đầu vậy, mọi người cứ lưu ý đừng có cắt nhầm nha. Đây là đầu nhọn này. Còn đây là đầu có lỗ tròn, mình sẽ cắt đầu có lỗ tròn. Và mình cũng lưu ý thêm một điều nữa là khi mà chúng ta đã cắt được cái hạt sen như vậy và ngâm vào nước á, thì cái tô mà để đựng nước mình ngâm cũng rất là quan trọng nha. Mình nên chọn một cái tô sâu một chút và to một chút để chứa được nhiều nước và sâu nữa. Tô này thì hơi cạn rồi nhưng mình biểu diễn vậy thôi, chứ thường là mình sẽ chọn cái tô to hơn. Sau đó mình ngâm. Mà cái hạt sen này nó nhiều chất dinh dưỡng ấy, nên hàng ngày mình phải thay nước từ 2 đến 3 lần. Ít nhất thì cũng phải thay một lần, nếu như mà mình có cái tô to ấy thì mình đỡ thay nước hơn. Còn tô bé thì thay thường xuyên hơn. Khi mình thay nước mình sẽ rửa sạch cái hạt như vậy này. Rửa thật sạch mới được. Tại vì hạt sen khi mà ngâm vào nước nó sẽ rất là nhớt luôn ấy. Mỗi lần thay nước là mình đều phải rửa hết. Muốn cho cái hạt sen nó mọc nhanh và cái thân nó mập ấy, thì từ khi chúng ta thả cái hạt xuống nước như vậy rồi ấy, là chúng ta phải để ở ngoài ánh sáng luôn, chứ đừng có để trong bóng tối. Là từ lúc bắt đầu ngâm hạt đến khi mà cây nó lên đều ở ngoài ánh sáng hết. Mà tốt nhất là ở cái nơi mà có ánh sáng từ ít nhất là 6 tiếng trên một ngày ấy, thì hạt sen nó mới mọc mầm nhanh được. Hạt sen này mọc mầm rất là nhanh luôn, chỉ sau 3 ngày nó đã mọc mầm rồi. Mình mua hai gói như vậy lận, mà mình trồng hết một gói rồi nên hôm gói này mình để dành nha. Mình cắt vài hạt cho mọi người xem vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái cây mà mình đã trồng lên rồi nha. Đây là những hạt sen mình đã thả xuống nước được 3 ngày. Bên trái là sen mini Nhật, còn bên phải là hạt giống sen ta. Sen mini Nhật thì mọc mầm 100%, còn sen ta thì chỉ mọc mầm được 80% thôi. Còn đây là những hạt sen sau 6 ngày. Sau 6 ngày thì cái mầm của nó cũng dài khoảng 6 đến 7 cm.
và gen mini Nhật với gen ta đều mọc như nhau cả nên cũng không thể phân biệt được. Và đây là những hạt sen sau 9 ngày. Mình đào một cái lỗ để mình thả xuống. Đây mọi người nhìn là khi mình thả cái hạt sen xuống là nó sẽ tự động chìm xuống. Tuy nhiên là khi mình đào lỗ như vậy mình để ở ngoài trời á, nên nó ngày nào cũng có cua ăn hết. Mình bắt con này thì con khác lại đến ăn. Do đó nên mình không trồng ở ngoài đó được, mình lại phải mang nó vào trong thau. Thau này là mình lấy đất ở ngoài ấy, mình đổ thêm nước vào đánh thành bùn nhão, sau đó mình đổ đầy nước vào thau, rồi mình thả, mình chờ cho nó trong nước lại ấy, rồi mình thả hạt sen xuống. Đây, những cái cây sen này, những cái cây sen này là mình trồng từ ngày mồng 8 tháng 8, bây giờ là được 23 ngày, thì nó sau 23 ngày nó đã ra được 4 cái lá và đang ra một cái ngó khá là mập. Ở trong thau này là hạt giống sen ta. Trong thau này là mình chỉ là gieo tạm thời rồi mình sẽ mang ra ao mình trồng. Nên một thau là mình cho khoảng vài chục hạt luôn. Hầu như tất cả đều đã ra ngó rồi. Còn đây là sen mini Nhật. Sen mini Nhật thì mình để riêng trong cái xô này và mình sẽ trồng nó ở trong xô luôn. Trong giai đoạn này mình vẫn chưa phân biệt được đâu là sen Nhật và sen ta luôn. Nhìn nó cũng y chang nhau à, kích thước cũng giống như nhau luôn. Bây giờ mình sẽ mang ra ao khoảng 10 cây. Mình chưa dám mang ra hết bởi vì mình không biết là nó có sống được hay không và nó có bị co gì ăn hay không, nên mình sẽ mang 10 cây ra trồng trước. Bây giờ mình sẽ mang những cái cây này ra ao mình thả. Bây giờ là mùa mưa nên nước ao của mình rất là sâu. Mình không chắc là sen có sống được hay không, nên mình chỉ thả có 10 cây trước thôi. Với lại mình cũng không chắc là có con gì ăn nó không nữa, bởi vì lúc trước mình đã thả ở ngoài trời là đã bị cua ăn khá là nhiều rồi. Mình sẽ lật cái lá nó lại. Và hiện tại thì cây sen nó vẫn chưa tự chìm xuống được, nhưng mà chắc vài ngày sau nó sẽ chìm thôi. Nước ao bây giờ là sâu khoảng 1 mét, còn cây sen của mình thì dài khoảng 40 cm. Vậy là mình đã thả thành công 10 cây sen ra ao rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Nếu thấy video của mình hay hoặc hữu ích thì hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh ủng hộ mình và chia sẻ cho bạn bè gia đình cùng xem nhé.